Nhìn Lê Tứ sói hơn đây. Nhốt nước. Sói là tai đây nè. Sói hơn. Nhốt nước. Nên quyết cài trăm. Nên quyết cài trăm. Sóc áo tay kia. Nên quyết cài trăm. Sóc áo đứng lên. Thề sống. Thề sống. Chết. Chết. Cùng quân nghếch. Đây là cái mặt cô nè. Nghếch. Tắt. Rồi ngẩng lên. Thề sống. Chết. Cùng quân nghếch. Tắt. Không nè. Sao con đi cho nó mới đẹp. Quấn nghếch tắt. Đúng rồi con. Mày con vừa mới nha. Nghếch tắt là cái mặt con quay trở lên liền cho đẹp. Dạ. Thề sống chết cùng quấn nghếch tắt. Con hơi cùng quấn. Tại vì lâu quá rồi đó cho nên là con bỏ rơi rơi đó. Dạ. Nhìn Lễ Thứ nè con. Sói hờn nhục nước. Nên quyết cài trăm. Sóc áo đứng lên. Đứng lên. Thề sống chết cùng quân nghiệp tắt. Lại đi con. Thề sống chết cùng quân nghiệp tắt. Quân nghiệp tắt. Dọn xong rồi mới nổi lên cho đẹp. Dạ, thề sống chết cùng quân nghiệp tắt. Thì lúc đó với chân con nè. Đây nè con. Vậy nên thì cái áo con ra nó mới đẹp đúng không? Dạ. Ừ. Mày nhớ là được không? Đừng có nhúng xuống nhìn. Nhớ. Sao này con nhà học trò con mới nhớ. Tức là khi mà mình nhúng nhiều có nghĩa là bao tự như quý phi đắc kỷ. Còn khi mình diễn bài Hoàng Việt Nam là không có. Tức là chân mình ký qua thôi. Chứ mình không rụng xuống nha con nha. Dạ. Ừ. Cái đó phải nhớ. Mình khác nhau đó, ông bà mình hay lắm. Tức là mình khác nhau giữa tàu với mình là cái gì thì giữ cái đó. Ừ. Quên cô, tại mới dựng nó kỹ cho nó thi tài năng trẻ thật mất. Bởi thế. Quên. Ok con hát, làm lại không? Dạ nhớ. Đi đi cho con nhớ không? Nhớ không? Dạ nhớ. Chỉ có... Rồi cái Dương Vân Nga con kìa, tôi Dương Vân Nga kìa. Quay sống chết cùng, cùng quấn... Quấn nghịch tặc ở đây là con tặc, sao cô tự chuyển đây nè con. Dòm đây xong rồi con mới ngẩng lên. Đó. Và đi vô từ nè. Từ đó con quay bên kia thì mới đẹp chứ. Đây nè. Ờ à, con quay bên kia mới đẹp. Đó. Đây. Đó. Con nhớ không? Đó. Tôi chỉnh đây trang phục trang lại. Tôi Dương Vân Nga xin tế cao cùng hoàng hiến hậu thổ, cùng anh linh các đấng tiên dương. Hơi cúi cái đầu xuống chữ tiên dương. Cùng anh linh các đấng tiên dương. Khoan con vậy là sớm quá. Tới tiên vương hơi cúi. Cùng anh linh các đấng tiên dương. Đúng rồi con. Có phải chăng hồn hiện sông núi đã quyện khói trầm hương, chứng cho hơi thở. Xin chứng. Xin chứng cho hơi thở của Dương Vân Nga đang hòa cùng hơi thở chung của trăm họ. Đôi tay tôi thái cho triệu cái tay con, cái tay con Phiên con nhớ nè. Đang hòa cùng hơi thở chung của trăm họ. Đôi tay tôi thái cho triệu cánh tay người đã làm nên lịch sử. Nâng lông bào tiên đế cho con có cúi đầu. Từ đây nâng con lông bào đây con tiên đây. Đế. Từ đây con qua đây nha. Thật là lịch sử. Nâng lông bào tiên đế như nâng gánh tay con này cái chân nè. Như nâng gánh nặng sớm à. Nâng lông bào tiên đế như nâng gánh nặng sớm à. Đúng rồi con, thì cái củng của con nó ra nó mới đẹp. Tiếp theo đi con. Đây là niềm tự chủ, là niềm đây khác. Đây là quyền tự chủ, đây là quyền tự chủ, là niềm khát khao. Khao là nghiệp ông ca, là nghiệp cả của tiên dương mà nghìn xưa dường con bỏ xuống đi. Là nghiệp cả của tiên dương mà nghìn xưa vừa rửa thẹn. Bỏ áo xuống rồi con. Không, đâu con không có áo. Thế là con hát phi vật thể mà. Thì con đang ước lệ. Đó, ước lệ đó. Ừ. Là nghiệp cả của tiên dương mà nghìn xưa vừa hai tay nhang lên nghìn xưa vừa
rửa thẹn để trời nắng, để trời nắng rực rỡ. Tôi cái tay đó mà con lên luôn, rực rỡ ánh minh châu, hai tay dang ra rửa thẹn để trời nắng rực rỡ, rực rỡ ánh minh châu, để chân minh, để chân minh hào kiệt dốc tiên rồng, đời đời bất khuất, đời đời bất khuất. Nói chịu quá. Sao vậy? Cô đó, con biết không, mỗi đêm hát đó vẫn kêu cái bạn này quay để mà mình điều chỉnh mà. Tại vì mình cứ một thời gian cái mình lơ là nó hạ mã, nó trần một tí xíu cái đông đẹp. Con nhớ rằng khi mà con bận đi cũ á, thì cái chân con làm sao mà để nó đi với cái tay cho đẹp. Con nha, con đứng nè. Tôi Dương Nhân Nga xin tế cao cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, cùng anh hát trong tên vua. Có phải chân hồn thiên sông núi đang chuyển quay trầm hơn, xin chân cho hơi thở của Dương Nhân Nga đang hòa cùng với ở trong của trong họ. Để đôi tay ta đôi tay ta thấy cho triệu cánh tay người đã làm nên lực sử. Bây giờ cái chân con này nâng lông bào tiên đế, chân con bỏ qua đây nha, như nâng gánh nặng nặng sơn hà. Đây là quyền tự chủ, là niềm khát khao, là nghiệp ông ca, là nghiệp cả của tiên dương, là nghiệp cả của tiên dương mà nghìn xưa vừa rửa thẹn để trời nắng được rỡ ánh minh châu, để chứng minh hào kiệt dốc tiên rồng, đời đời bất khuất. Dạ, dưới dưới này được không? Mà ở dưới chân á, đời đời bất khuất. Lâu quá tôi chưa biết đưa qua cho có lùn xuống, tức là hát mà con nghĩ đi rồi con lùn xuống, con lùn xuống. Mà đây này con, đây này con đứng đây, con lùn xuống cho con coi nè. Cái này nó khác nha con, thấy không? Cái này nè nó khác con, thấy không? Tao rõ ràng gì mà mình không có, tức là mình đây nè con, xong cái mình đây nè, đó mình đây nè, đây nè con, cái xong cái mình đây, còn tàu với mình quay tay. Lâu lâu cái ghe quên cô, tại vì hỏi giờ hát mấy tuần ngắn không à. Thì cô đây nè, cô nói mù quáng vẫn còn biết, cũng biết. Mỗi xuất ngát là cô nhờ mấy.